Em xin giảm một chút volume để em giới thiệu về em chân dài này. Thường thường người ta thường nói là chân dài thường đi đôi với đại gia. Và hôm nay em chân dài này cũng đã được một bác đại gia ở Thanh Hóa cưới về nhé. Em làm cái video này để test và kiểm tra chất lượng trước khi đóng hàng gửi đi cho anh nhé. Và em cũng nêu tên luôn anh Ngọc ạ. Anh Ngọc, anh ở thành phố Thanh Hóa. Anh Ngọc, anh ở thành phố Thanh Hóa. Anh có đặt bên JK của chúng em một cặp loa, một cặp loa cây mang thương hiệu Kenwood, một công nghệ của một đất nước có rất là nhiều các hãng, các tên, các hãng loa nổi tiếng. Và cặp này thì bên chúng em nhập 100% ở bên China về, bởi vì nhà máy của Kenwood có đặt tại bên China, thì hàng này chúng em nhập về đưa ra phân phối thị trường với cái giá đưa ra thị trường hiện nay bên chúng em đưa ra là 5.500.000 đồng, 5.500.000 đồng cho một cặp loa cây sở hữu 2 bát 25, 2 bát 25 cho một thùng và một chung. Hai chép thì gồm đó sẽ có một siêu chép, em sẽ bóc cây căng ra nhé, em sẽ bóc cây căng ra để cho các anh xem những cái vẻ đẹp. Chút nữa em sẽ tăng volume lên nhé các bác nghe. Khi mà cặp này sở hữu cặp bát 25 rất là mềm mại, đó cho chúng ta nghe được cái chất trầm nhé, cái tiếng trống nó đánh sâu hút luôn. Đó, riêng về cái cặp chân dài này thì sở hữu những 1, 2, 3, 4, 5 đường tiếng, trong đó thì nó có một đường siêu chép nhé, cho nên cái dài chép rất là tí tách, cho chúng ta một trải nghiệm âm nhạc. Phải nói đến cái thời điểm này chưa có một cặp nào trong cái tầm giá mà vượt được qua cái cặp Kenwood này. Em cũng xin bật mí một chút là hiện nay cặp này, những cái cặp này đang rất là hot, và bên chúng em chỉ còn duy nhất 2 đôi, thì anh Ngọc anh đã lấy 1 đôi và còn 1 đôi nữa đang chờ. Còn 1 đôi nữa bên chúng em đang tạm thời giữ cho một bác khách hàng may mắn nào đó. Nếu bác khách hàng nào có nhu cầu thật sự để cưới em chân dài này về thì hãy liên hệ trực tiếp tới số hotline của bên công ty JK chúng em nhé. 2 số hotline của JK chúng em đã và đang trực chờ các bác điện thoại đến để đặt cưới về cho mình cặp chân dài như thế này. Phải nói không thể chê vào đâu được. Riêng cặp này thì em là tăng volume lên nhé, tăng volume lên chúng ta cũng cảm nhận. Còn nói sâu về cái dòng này thì em có những video giới thiệu rất là kỹ rồi. Sở hữu 2 bát 25 cho một thùng, 2 thùng sẽ là 4 bát và một chung. 2 chép trong đó sẽ có một siêu chép. Nên các bác nghe nhé, cái tiếng trống nó đưa ra rất là sâu, sâu vun vút. Tiếng nhạc đưa ra mê ly lòng người. Em là sẽ quả là không thể chê vào đâu được. Chỉ có 5.500.000 đồng bên JK chúng em. Giá 5.500.000 đồng đã bao gồm phí ship và tặng kèm quà cho các bác nếu các bác có nhu cầu. Thật sự là quá mê ly, nghe như thổi vào tai, nghe như rót mật vào tai, quá tuyệt vời. Thì chỉ chúng ta chỉ cần bỏ ra một số tiền trên 5 triệu đồng một chút chúng ta sở hữu được. Em xin thay mặt toàn thể anh em trong công ty JK, xin trước tiên xin cảm ơn tất cả các
ba khách hàng suốt quãng thời gian vừa qua đã ủng hộ bên công ty chúng em. Và em xin chân thành cảm ơn anh Ngọc, một anh khách đại gia Thanh Hóa đã cưới cặp chân dài này về. Và bên chúng em hiện tại đang còn một cặp nữa.